có 10 giây mà ra một đống dịch như này này các mẹ. Là mẹ chắc ai cũng sợ cảnh con mình ốm, mình cũng thế thôi. Đợt rồi thời tiết thay đổi thất thường, lên dâu nhà mình viêm họng, viêm mũi, quấy khóc suốt. Mình có cho con đi khám thì bác sĩ khuyên là lên rửa mũi cho con bằng nước muối sinh lý thường xuyên để làm sạch dịch nhầy trong khoang mũi, giúp đường thở của bé được thông thoáng hơn, giúp bé dễ thở hơn và giảm khó chịu. Mới đầu mình không biết nên mua cái hút mũi dây về hút, giá có 15.000 thôi. Tuy nhiên, mình hút không kiểm soát được lực hút nên dâu bị đau và khó chịu, quấy khóc. Sau mình được chỉ cho cái máy hút mũi Camidi này. Ui, thao tác dễ dàng, thiết kế xinh xẻo, dâu lúc đầu cũng sợ nhưng mật nhạc là trộm vía cho mẹ hút luôn. Máy mình dùng là máy hút mũi cầm tay Camidi Fastini. Máy có 3 tốc độ hút nhẹ, vừa, cao với lực hút êm dịu. Các mẹ có thể lựa chọn mức độ phù hợp với con mà không lo làm ảnh hưởng tới niêm mạc mũi của con. Với 3 đầu hút là bằng silicone y tế, siêu mềm, rất an toàn cho bé. Đầu bầu thì dùng cho bé sơ sinh, hai cái còn lại dùng cho bé lớn hơn. Điều mình ưng ý ở em này là máy có chế độ phát nhạc nên con dễ làm quen và đỡ sợ hơn khi hút. Đặc biệt là máy không quá ồn và có đèn nên mình có thể tranh thủ hút khi con đang ngủ hay đang chơi. Phần ứng dịch được làm bằng nhựa, dễ dàng tháo lắp và ít chi tiết nên mình có thể dễ dàng vệ sinh và tiệt trùng sạch sẽ. Em máy này chạy bằng pin và nhỏ gọn nên khá là tiện lợi, dễ dàng mang đi. Dâu nhà mình đợt này đang bị viêm mũi nên con cũng khó chịu, mình hút xong còn dễ thở hơn hẳn đấy. Giá mà mình biết sớm hơn thì dâu đã không mệt mỏi vì bị mẹ đè ra mà hút rồi. Đây cho các mẹ xem, mới hút có 10 giây thôi mà đã bao nhiêu dịch như thế này rồi. Với thời tiết như thế này thì các bé rất là dễ ốm, các mẹ không nên chủ quan. Mũi có sạch thì mới bớt lo việc dịch nhầy, gây ho hay viêm đó. Các mẹ nên sắm ngay một em máy hút mũi như thế này trong nhà để sử dụng cho con nhé.